Chào các bạn, mình là Nguyên. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm khảo sát nhé. Thì một số các bạn mới làm khảo sát thì hay gặp phải vấn đề là bị ao giữa chừng hoặc là làm rất là bị nản vì bị ao nhé. Thì mình cũng làm được khảo sát này được một thời gian rồi và cũng có một số mẹo muốn chia sẻ với mọi người. Thì để làm khảo sát này nó cũng đơn giản thôi mọi người. Thì đây là mẹo của mình nhé. Thì nó có thể tăng cái tỷ lệ khảo sát của bạn thành công lên, không chắc chắn 100% đâu, nhưng mà nó cũng tăng cái tỷ lệ thành công của bạn lên mức cao nhất nhé. Thì đầu tiên thì nguyên nhân các bạn bị ao khảo sát là một là các bạn trả lời quá là nhanh nhé. Trả lời quá nhanh thì các bạn rất dễ là bị ao. Thứ hai thì là các bạn không phù hợp với khảo sát đấy nhé. Giả sử khảo sát đấy nó dành cho nam giới thì các bạn lại chọn nữ giới thì các bạn cũng bị ao nhé. Thường thường thì các cái câu hỏi này thì nó cũng hỏi ngay từ lúc đầu rồi, nên là khảo sát cho nam thì bạn nên là chọn nam nhé. Hoặc là một số câu hỏi mà nó đưa ra bẫy nó gài các bạn lại trả lời bừa thì các bạn cũng ao. Như kiểu nó đặt câu hỏi là chọn cái câu nào không đúng dưới đây thì các bạn lại chọn câu khác thì các bạn bị ao nhé, vì nó đánh là các bạn không đọc kỹ câu trả lời. Thứ tư là cái khảo sát đấy đã có đủ người tham gia rồi, thì cái khảo sát mà đủ người tham gia rồi thì rất dễ biết thôi, như thằng Survey Time ấy. Đây mình có một cái thư của thằng Survey Time cho các bạn xem luôn này, nó vừa gửi cho mình đấy nhá. Đây là số lượng người tham gia này. Thường thường thì cái số lượng người tham gia này càng ít thì cái tỷ lệ các bạn hoàn thành thì nó cao nhá. Còn nếu mà nó nhiều thì dễ bị ao lắm vì nó đủ khảo sát rồi nha các bạn. Có thì làm sao để tăng khảo sát và tỷ lệ hoàn thành khảo sát hơn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cách sau đây nhé. Đầu tiên là cái mục chọn tỉnh thành. Thường thường thì câu hỏi nào khảo sát nó cũng có thành hai mục. Một là phần dạo đầu nha các bạn. Phần dạo đầu thì nó làm như kiểu làm cái hồ sơ cho các bạn thôi. Nó hỏi tên tuổi, quê quán, giới tính, nghề nghiệp nhé. Thì phần đầu này thì cũng đơn giản rồi. Phần đầu này thì nó hay hỏi tỉnh thì các bạn nên trả lời là những thành phố lớn nha các bạn. Thường thì mình hay chọn Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nhớ luôn cái mã bưu chính của nó nhé. Mình sẽ ghi luôn ở đây nha các bạn. Hà Nội là 111111 nha các bạn. Còn Hồ Chí Minh là 700.000 nha các bạn. Thứ hai là về độ tuổi nha các bạn. Độ tuổi này thì các bạn nên chọn từ 20 đến 40 tuổi nhé. Thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ khảo sát thành công hơn nhé. Thì cái này mình cũng học hỏi được một số bạn trên mạng thôi. Mình cũng không biết nguyên nhân nó vì sao nữa. Từ 20 đến 40 tuổi nha các bạn. Thứ ba là các câu hỏi về nghề nghiệp nhé. Ở phần hồ sơ thì các bạn chọn nghề nghiệp nào cũng được nhé. Nhưng sau khi hoàn thành hồ sơ rồi mà đến cái khảo sát thì các bạn nó hay hỏi cái câu hỏi là người thân hoặc là bạn có làm trong nghề nghiệp nào sau đây, thì các bạn tuyệt đối là trả lời là không nhé. 100% bị ao nếu các bạn trả lời một trong các cái nghề nghiệp mà nó đưa ra nhé các bạn. Thứ tư là để làm khảo sát thành công thì theo mình thấy là các bạn nên đọc kỹ câu hỏi và làm chậm lên. Thường thường cái khảo sát nó 10 phút thì các bạn nên làm từ 7 phút đến 10 phút nhé. Làm nhanh quá thì là cũng rất dễ bị ao các bạn. Thứ năm là các bạn nên đọc kỹ câu hỏi để trả lời nhé. Thường thường thì một số câu hỏi mà nó bẫy thì các bạn đọc kỹ thì các bạn biết được nhé. Còn không đọc kỹ thì việc trả lời bừa là sẽ bị ao nhé các bạn. Ok, thì ngoài ra thì mình có một vài lưu ý khác nhé. Thì để làm khảo sát và các cái trang khảo sát ấy, theo mình thấy thì nếu mà một địa chỉ IP thì các bạn nên đăng ký một tài khoản nhé. Đăng ký nhiều tài khoản sẽ bị ao ra luôn ấy. Và nó khóa luôn tài khoản của các bạn nhé. Như thằng khảo sát Nightboy ấy.
Thì mình đăng ký nhiều quá, mình bị khóa luôn tài khoản đấy các bạn. Hay là có thằng Swift Pay On hay là nút up nhé. Hay Swift Pay Time thì mình đợt trước có làm một vài video hướng dẫn cho các bạn. Mình tạo lại tài khoản của nó thì dạo gần đây thì thấy ít khảo sát hơn. Đối với thằng Swift Pay On thì mình cũng bị như bị khóa rồi sao ấy. Không đăng nhập được nữa các bạn nhé. Thì các bạn tạo quá nhiều một tài khoản trên một cái địa chỉ IP, địa chỉ mạng nha các bạn. Mỗi một cái máy tính hay là cái máy điện thoại nó đều có một địa chỉ mạng khác nhau nhé. Nếu mà một cái máy thì bạn tạo quá nhiều tài khoản thì nhiều trang khảo sát là nó khóa nick luôn nha các bạn, hoặc là nó không thanh toán tiền cho các bạn đâu. Nhưng các bạn lưu ý về vấn đề này nhé. Video này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để làm tăng cái tỷ lệ khảo sát thành công hơn rồi nhé. Mình cũng không chắc chắn là nó thành công 100% đâu, nhưng mà cũng phải đến tầm 7 đến 80% nha các bạn. Thì thường thường nó còn do hên xui thì tầm 10% này các bạn. Nhiều khảo sát mình làm đi làm lại này. Cho các bạn xem lịch sử nhé. Tám trăm linh năm này, có một câu hỏi mà mình đã tận làm 4 lần nhá, 4 lần mỗi khảo sát giống y hệt nhau nhé các bạn. Đây, toàn julosearch.vn này, nhưng mà hôm nay mình lại làm thì mình giống y hệt thế mà nó lại không thành công nhá. Một phần là cũng do hên xui thôi. Thì mình sẽ kết thúc video ở đây, mọi người đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé.